Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Ultra Moon. Ở video trước thì tôi đã đến được một cái nơi gọi là Pikachu Valley, có thể hiểu đơn giản đó là thung lũng Pikachu ha. Thì tôi có gặp thêm một cái người có thể nói là captain tiếp theo của cái hòn đảo này, và trong video này thì có thể là tôi sẽ thực hiện cái trial của người captain đấy. Đầu tiên thì chúng ta cần phải quay lại cái chỗ mà cái trang chạy bò ấy. Ôi con này hả, con này không cần chạy cũng được, ném đá một phát là nó sẽ lên đường ngay thôi. Quay lại cái trang chạy bò. Đường lắc léo quá, khó đi. Đây. Đây nè, cái trang chạy bò lần trước nè anh em. Giờ mình sẽ đi tiếp bên này nha. Ôi trời. Chơi Pokemon thì trainer trên đường chúng ta cứ đánh hết nha, không bỏ qua ai hết nha. Thì đánh trainer đó là tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để luyện level trong những giai đoạn này rồi. Rock hả? Gán cho con Rock với Noibet lên 20 đi, thì tôi nghĩ là cái việc mà vượt qua thử thách tiếp theo nó cũng không khó đâu. Là đường. Hai mốt. Scary Face hả? Chiêu này sẽ làm giảm cái tốc độ của đối thủ. Ok. Ông đứng choáng ngay cái đường không đi được. Vãi nồi ông. Paralyze heal hai tầm để mà giải tê liệt. Ta lấy cái tiết cờ cái. Thì ủa từ. Hai mươi cái sticker là mình đã đổi được con Raticate rồi, còn bây giờ lấy thêm nữa thì không biết là sẽ đổi được những gì ha, nhưng mà mình thấy thì mình cứ việc lấy thôi. Marip bản này ai mà dùng hệ điện dùng con này cũng ok ha. Tiến hóa cấp cuối ra gì Ampharos. Mà con gì? Con này lên Ampharos thì tốc độ lại khá là chậm nha. Hệ điện nhưng mà tốc độ chậm. Cậu có muốn dùng cái này để mà đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của Pokemon không? Chiêu số TM 10 Hidden Power. Cái gì vậy? Bấm lộn rồi. Chỗ này ha, chỗ này là chỗ chăm sóc Pokemon. Không cần đâu, cho nó cho hai con được cái vào đây hình như là sinh sản được luôn. Trời gì vậy, tập bụng luôn hả? Oh man, vãi nồi.
có hệ giác đấu thì mình đánh hệ đá thôi. Quá quá lẽ đi anh. Magnemite hả? Hết the way, trời ơi. Light green. Đùa. Coin này thì tăng số tiền electric. Coi có cái nào dùng được không? Mua đập heo nè. Bất thai hả? Cái mua đập heo này thì cũng không cần dùng đâu. Cho cái amulet coin này đi. Gắn cho rock rock đi. Để cho sau trận đấu với các trainer mình sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Ái tầm này sao như là những cái bản sau này tôi không thấy ha. Những cái bản về sau á tôi không thấy cái ái tầm này nữa ta. Còn cái bản á, còn cái những cái phiên bản từ bản này trở về trước thì hầu như bản nào cũng có cái amulet coin hết đó. À bị mấy con sudo udo chặn rồi. Đi tiếp ở trên rồi. Như đấu sợ hãi đắt đâu hả? Detect. Đùa. Vậy đại ca. Ủa không sợ ma luôn. Con này có hệ bóng tối hả ta? Không sợ bóng tối, không sợ ma luôn. Rock rub 18. Rock rub muốn học Odor Slug. Này là gì trời? Cho phép hệ cho phép đối thủ hệ ma sẽ bị đánh bởi hệ thường và hệ giác đấu. Này cũng không cần đâu. Tức là dùng chiêu này lên thì mấy con Pokemon hệ ma là sẽ chịu sát thương từ hệ thường và hệ giác đấu, chứ bình thường là hệ ma là không chịu sát thương bởi hai hệ này nha. Tức là dùng hệ thường và hệ giác đấu đánh á. Đánh không được luôn chứ không phải là not effective nha.
Chưa bay nào không? Ủa lộn, con này đâu phải noi mét. Mega Red. Lên đường hai em. Hai đứa nhóc con mà dám đối đầu với anh à. 23 luôn. Đùa. Trời ơi. Còn chiếc nào khác không? Sáu đó phải vậy chứ, học vô quyết attack. Nhiều đường vậy, super potion. À, từ từ từ, rebel đi, rebel, rebel, rebel. Đâu rồi ta? Nhiều đường đi quá. Có ai tập trên đó mà chưa lấy được. Oh man. Này cũng cỏ luôn đúng không? Vì cái trial, cái thử thách trial tiếp theo mình sẽ làm đó là chạy cỏ mà. Tuy nhiên tôi nghĩ là những trainer xung quanh đây chắc toàn chạy cỏ thôi. Lên đường. À, con khỉ gì đây? À, con này hả? Quên mất tên của nó. Lên đi. Ô, oh, chưa có sale, chưa có save game nha, come on. À, đấu với khứa này rồi. Này tên gì quên rồi. Khứa này là... Đúng, tôi là Ryan đây. À, Gladion. Chưa xem game nha anh em. Đang gặp mấy trận mà vô chưa kịp xét game không à. Tay bị sao vậy anh ơi?
chưa kịp hồi máu luôn á. Oh, Zora. Một. Mạnh dữ hả? Fast attack. Này thì mạnh này. Chết. À giờ mới là thật sự là chú bét đúng không? À bơm máu rồi anh em. Này chịu thôi, anh em nào nói tôi chơi gà thì chịu thôi, chứ ban đầu mình vô mình vô trận thì tôi chưa kịp bơm máu nữa mà. Bài con cuối cùng hình như là con huyền thoại vậy phải. Đây tài nôn đây. Dino này là hệ thường. Oh, what the? Lạ he. Tackle. Đúng một chiêu thôi à. Cái còn là con mèo của tôi là nó thiên về sắc thương phép, mà mấy cái đòn của nó tôi đang có hiện tại toàn là vật lý thôi. Để mốt học Gigaren cho nó mới được. Ta phải tiếp tục chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn. Có vẻ như ta vẫn chưa sẵn sàng. The Hell còn phải đòi đấu với mạnh hơn nữa hả? Đấu với mình đấu còn không xong nữa, đòi đấu với mạnh hơn. Đấu với tôi chú còn lo chưa xong, chú đòi đấu với mạnh hơn là chú ăn thành ngập mồm đấy. Rồi Woody với tờ linh tới. Ok. Thì khứa này nói là ông sếp rất là có cảm tình với lại thanh niên Gladion này. Ba cái revive ngon. Ủa. Hẹn cái map lên coi. À đây. Ah.
Đắp trích. Bác là đưa Lum Berry, Cherry Berry, Bursin Berry. Hỏi nhiều vậy? Ok. Barat. Là đường đó, 17 cậy lên từ từ đi. Ê, tính ra mấy con này á, cho noi bát ra đánh cũng được á ha, để lát nó đưa con noi bát ra trước cho nó luyện chút xíu. Đó, có cái Amulet Coin vô là một trận đánh xong là tiền nó ok liền. Đó, cho Noi Bát lên đi luyện nó một chút. Nó đang level thấp nhất, 17 à. Ồ. Đó, đánh với hai cửa này đi. Alright. Ủa, chết rồi, tôi tưởng là dùng Oh man. Tôi tưởng là dùng hệ côn trùng chứ ai ngờ nó quăng ra hai con đại bay vậy. Noi Bát chưa tiến hóa đã yếu quá. Là cái quyền attack đó là nó cũng sát thương vật lý nữa. Trời. À. Đùa. Hai hit à. Chán thiệt. Và lúc hả?
60, nhưng mà chiêu này là sẽ ăn luôn cái berry mà đối thủ đang cầm nè. Ngon hơn bác lấy bình lắm. À, tôi sẽ revive. Vì sao tôi phải revive? Vì revive đi cho con bé nó hưởng điểm. Đó, revive lại đi cho nó hưởng điểm. Một mình revive thì cũng không bao nhiêu tiền đâu. Hai mươi. Còn cửa nào không? Rồi hết rồi, vô hồi máu. Ủa có ai tập vậy? Ai tập này sao lấy? À đây. Có cái sticker ở giữa hồ nữa kìa. Mới dùng bình revive và lụm lại bình revive què. Này chắc chưa có lấy được đâu, chưa đủ kỹ năng. Từ từ. Cửa này nó muốn trade. À nó nói là nếu mà mình có con Lilypop thì nó sẽ đổi con Noibat cho mình. Nhưng mà rất tiếc Noibat anh có rồi em ơi. Ông này dắt cho cần câu quá. Ông cho cần câu cho Super Potion. Thêm máu này. Mấy cái này bắt đầu cần rồi anh em. Thời gian đầu thì chưa cần lắm. Thời gian đầu thì cần cái Paralyze Heal với lại Antidote nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mấy cái bên Heal, Ai Heal này là cũng bắt đầu cần rồi. Lâu lâu nó đóng băng cho một cái. Save game. The hell? À đây, tới rồi đây, tới cái chỗ mà thực hiện trial đúng không? À, trial này hệ nước anh em ơi. Tôi cứ tưởng hệ côn trùng. Con bé này hệ nước. Đấu dòng này ra đây. Fisherman. À, con này hả? À, nước và đất. Con này thì gặp cỏ là sẽ há hốc mồm ngay thôi. Amnesia. Tăng vậy à. Hit 4 thôi mà chịu nổi. What? À, nếu như mà cái trial này hệ nước á, thì không khó đâu. Vì chủ lực của tôi hiện tại đang là hệ cỏ mà. À, coi lại mấy cái TM, coi còn cái TM nào mà dùng được không ta.
Eco Void. Có Regret nè. Cái Regret này là ok. Tại vì tôi cũng đang cần một cái con có thể sử dụng được giác đấu ấy. Nói bé học được Regret hả? À. Xem game phát nữa. Ok. Rồi, video này thì cũng chỉ ngừng lại ở đây thôi nha anh em. Ở video sau thì tôi sẽ bắt đầu thực hiện cái trial thứ hai của game. Nếu anh em thấy hay, hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký phía bên dưới để đồng hành với tôi trong các video sau. Ok, rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.